Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái dự án ISO mang tên là Error. Thì đây là một cái thông tin mà trên trang mạng xã hội Medium đã vừa update vào ngày 31 tháng 7 vừa rồi, chỉ hơn cách đây 10 ngày đúng không? Thì một cái thông tin là Error đã công bố mối quan hệ hợp tác với đối tác rất là nổi tiếng là Heaven, đúng không? New Joint Partnership Error and Heaven, đúng không? Tại Error, chúng tôi không ngừng tìm cách mở rộng và phát triển các cái hoạt động của mình để phục hồi tốt hơn cái mục đích và phân cấp ngành thương mại điện tử thanh toán của chúng tôi. Tôi đã thành công trong cái quá khứ ở Mega X, Brief và gần đây là với tín dụng. Thì hôm nay Error tự hào thông báo quan hệ đối tác liên doanh với cái Heaven, một cái mạng lưới thanh toán phi tập trung và stablecoin. Heaven là một cái mạng thanh toán dựa trên blockchain, sáng tạo cho phép mua hàng ngày cho người dùng bằng cách dựa vào stablecoin để tránh sự biến động và bất ổn của thị trường mật mã giữa chúng ta. Ra mắt vào tháng 6 năm 2018 thì là USDT, stablecoin của Heaven, có thể sử dụng trên cái mạng thanh toán Heaven. Giá trị của nó thì luôn bằng 1 đô la Mỹ. Thì người dùng mạng lưới thanh toán phân quyền Heaven có thể chuyển đổi Ethereum thành tiền xu là USD. Những cái đồng tiền này thì được lưu trữ an toàn trên blockchain và giá trị của chúng tôi không bao giờ thay đổi, làm cho nó được thuận tiện cho giao dịch trên các sàn giao dịch, tài trợ bán hàng và thông báo bảo mật lưu trữ hoặc là mua bán hàng trực tuyến trong cửa hàng. Thì hợp tác sẽ hoạt động như thế nào? Thì như chúng ta đã thấy, trong thời gian thị trường điện tử có thể là chứng minh rất dễ bay hơi và không ổn định, thì với Bitcoin và các cái giá trị tài sản kỹ thuật số khác dao động với các tốc độ nhanh thì nó phức tạp đối với các người sử dụng tiền điện tử để mua hàng ngày. Thì đây có thể là một cái vấn đề lớn đối với người bán và khách hàng sử dụng nền tảng và thị trường Error. Đây là cái lời hợp tác của chúng tôi với Heaven. Error sẽ sử dụng là Heaven Stablecoin để bảo vệ cái thương nhân và khách hàng khỏi biến động của tỷ giá hối đoái, đúng không? Ví dụ nếu chúng khách hàng mua một cái mặt hàng với trị giá 25 đô thì số tiền nó sẽ được chuyển thành 25 đô la là USD, và theo cách này người bán sẽ nhận được 25 đô để đảm bảo nền tảng thương mại Error sẽ chấp nhận là USD là cái khoản thanh toán để người sử dụng là USD được thực hiện mua một cái nền tảng thương mại Error. Chúng tôi rất tự hào và rất vui mừng được hợp tác với Heaven để nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng và người bán khi sử dụng nền tảng của chúng tôi bằng cách tích hợp cái mạng thanh toán Heaven và stablecoin USD vào cái hệ sinh thái. Chúng tôi cảm thấy rằng nó sẽ cho phép Error phát triển nhiều hơn và thu hút thêm nhiều nhà bán lẻ, nhiều khách hàng hơn. Sự biến động trong cái thời gian đợt mã là một cái vấn đề. Biết nói đến thương mại điện tử và các cái khoản thanh toán, nhưng bây giờ nó sẽ được giải quyết nhờ USD và Heaven, đúng không? Thì chúng tôi rất tự hào vì mối quan hệ đối tác này trong tương lai và có những cơ hội sẽ mang lại cho cả Heaven và Error, đúng không? Thông tin chi tiết thì mọi người có thể tìm hiểu trên cái website cũng như là các mạng xã hội, đúng không? Facebook, Twitter, Telegram, website chính là Error Token.io, đúng không? Tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình tại đây.